thế thôi. Ngày hôm qua tất cả những gì đã qua nó đã qua rồi, mình đã có tất cả thì tội gì lại phải bới móc nó lên làm gì nữa. Đôi khi mình cũng muốn làm clip về Sài Gòn của tao, nhưng mà làm đi làm lại, làm tới làm lui rồi thấy thôi không làm những cái thể loại đó nữa, nghe nó sến rợn. Mình thích làm những cái tạo cho mình một cái cảm giác gọi là thoải mái khi mà được nói ra, khi mà có nhiều người xem và biết được nhiều thành phần dở hơi cắm lợn giống như mình. Cái kênh của tôi toàn là thành phần dở hơi không à, chứ không có ai hơi lành mạnh đâu. Hey, xin chào đồng bào đã trở lại với Intro. Đây không phải là một lớp học đạo đức, cũng không nói đạo lý, mà ở đây nó chỉ có những câu chuyện lộn xộn thôi, chứ cũng không có cái gì gọi là trật tự ở đây đâu. Và cái việc ngồi nói ở ngoài cái không gian nó bao la như thế này thì nó cũng không phải là đơn giản. Những ngày qua thì mình cũng gặp rất nhiều sự cố, nói chung là không gian công cộng mà, hết người rồi chim rồi chó rồi sóng biển rồi mưa rồi gió rồi đủ kiểu hết. Nó cũng khó trong cái việc âm thanh nó ổn định. Ví dụ như ngồi đây có mấy con dế, mệt lắm, đuổi nó mệt lắm. Má mày sầm. Không, cái con dế nó kêu, nó kêu rất là bực mình, nhưng mà mình vẫn chọn những cái làm ở ngoài trời như thế này. Nó sẽ cho mình cái không gian thoải mái hơn, tức là làm cho mình, nếu làm cho ai đâu, cứ phải lựa những cái chỗ đẹp đẹp thôi. Thực sự thì ai nghĩ gì mình, ai nói gì mình, họ có nghĩ xấu nghĩ tốt gì mình thì cứ nghĩ đi, tôi cũng đâu quan tâm đâu mà. Và cái mình quan tâm nhất là cái hiện tại và ngày mai của mình nó như thế nào. Ngày hôm qua thì nó đã là ngày hôm qua rồi, có cố gắng đi giật lùi hay là dặn ngược cái kim đồng hồ thì ngày hôm nay nó cũng sẽ là ngày hôm qua và ngày mai nó sẽ đến thôi, không bao giờ quay trở lại được. Tất cả những gì của ngày hôm qua nó rất là đẹp đối với mình, có thể là một đám cưới, một gia đình và sau đó là ly hôn rồi một vài cô bạn gái. Có một cái giai đoạn mình cứ tưởng rằng ồ, sau bao nhiêu cái ngày hôm qua thì mình cũng đã được nhận về mình cái món quà xứng đáng. Nhưng không, đưa mình nhìn cuộc sống của mình nó giống như cái clip motorcycle road, có lúc lên rồi có lúc xuống, rồi có lúc lúng có lúc lầy, rồi có lúc quặt có lúc quẹo có lúc ngã, nhưng ngã thì đứng dậy chơi tiếp. Cuộc chơi mà, mình ngã mình đứng dậy mình chơi tiếp thôi, chứ không lẽ lết đến chỗ khác để mà đứng dậy chơi tiếp. Cái đoạn mà lết 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 cái đoạn nó rất là mệt, ngã một cái đứng dậy chơi tiếp, vấn đề gì cả. Chơi xe hư thì sửa, có gì đâu mà ngại. Và mình xem cái chiếc xe nó giống như một cái con quái thú vậy à, mà công nhận nó cũng là một cái con quái vật thiệt á. Nó đã theo mình trong 3 năm và đi đây đi đó, đi rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người và rất nhiều câu chuyện nó hay ho. Nhưng mà thôi, đó là những cái chuyện đã qua, và mình luôn luôn giữ những cái câu chuyện của ngày hôm qua, mình cất ở một cái góc nào đó, lâu lâu mở ra coi xem lại, giống như kiểu mà tự sướng hoặc là anh mày quá khứ à. Cái ngày hôm nay của mình là vẫn cứ nhắm một mắt nhìn đời qua cái ô vuông bé tí đó thôi, để thấy những gì mình cần thấy. Cái loạt mắt mình show của mình đó là cái câu chuyện hàng ngày của mình thôi. Nó có thể là không giống ai, hoặc nó có thể có một ai đó giống mình, nhưng mà câu chuyện hàng ngày mà, ai mà giống ai đâu. Nếu mà muốn giống lên kịch bản cho nó giống. Và một tuần mình chỉ lên 2 clip thôi, có thể là clip sắp tới mình sẽ lên về nội dung. Bữa sau có một cái góc rất là đẹp, hồi chiều mình đã tìm được cái góc đó và đang suy nghĩ bày trò ở đó chơi, nó cũng khá thú vị đấy. Nhớ đón xem clip sau nha.